Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới cập nhật lúc 15 giờ của Đài Phát thanh Vài trò Đồng Nai. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Việt Nam sáng nay thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Việt Nam trong 2 ngày 10 và 11 tháng 9 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng thông báo, "Chúng tôi tin rằng các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam Mỹ, đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định." thực chất và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới. Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ đến Hà Nội sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, thảo luận các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam, khám phá cơ hội để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, tập trung vào công nghệ và đổi mới, mở rộng quan hệ nhân dân, chống biến đổi khí hậu, cũng như tăng cường hòa bình, thịnh vượng và ổn định ở các nước khu vực. Thưa quý vị, kể từ khi Nhật Bản xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy ở Fukushima ra biển hôm thứ Năm, quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc trở nên căng thẳng. Một số video trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy những người Trung Quốc gọi đến các doanh nghiệp và tổ chức Nhật Bản, sau đó hét lên, tại sao các bạn lại xả nước ô nhiễm hạt nhân ra biển. Các bình luận sau đó chia sẻ các số điện thoại và một người viết, tôi cũng vừa gọi điện, một số người còn kêu gọi tẩy chay các sản phẩm Nhật Bản. Thị trưởng Fukushima hôm thứ Bảy cho biết riêng tòa thị chính đã nhận được khoảng 200 cuộc gọi quấy rối như vậy trong hai ngày. Ông viết trên Facebook, nhiều người gọi đến với mạng quốc gia 86 của Trung Quốc và nói tiếng Trung Quốc. Nhiều địa điểm khác quanh thành phố cũng nhận được những cuộc gọi tương tự, bao gồm các trường học, nhà hàng, khách sạn. Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã triệu đại sứ Trung Quốc và nói rằng sự việc này là cực kỳ đáng tiếc và đáng lo ngại. Cựu tránh văn phòng Nhà Trắng Max Meadow hôm qua ra điều trần trước hai cáo buộc chống lại ông về việc tham gia vào kế hoạch bất hợp pháp nhằm lật ngược cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 ở bang Georgia. Ông Meadow, người bị buộc tội cùng cựu Tổng thống Trump và 17 người khác đang tìm cách phủ nhận các cáo buộc tại Tòa án Liên bang thay vì Tòa án Tiểu bang. Là một phần của nỗ lực đó, ông cho rằng mình chưa bao giờ yêu cầu nhân viên Nhà Trắng John Smart NT soạn thảo văn bản về cách trì hoãn việc chứng nhận kết quả bầu cử. Ông cũng phủ nhận cáo buộc đã nhắn tin cho điều tra viên trưởng như trong cáo trạng. Phiên điều trần ở Georgia kết thúc mà thẩm phán quận Stepson không đưa ra phán quyết ngay lập tức về đề nghị của ông Meadows chuyển phiên tòa lên cấp liên bang. Phiên điều trần này chỉ liên quan đến một trong bốn vụ án hình sự mà cựu Tổng thống Trump hiện đang phải đối mặt. Thưa quý vị, sự cố khiến hàng nghìn chuyến bay bị gián đoạn vào hôm qua ở Anh đã được khắc phục. Hôm nay, cơ quan không lưu quốc gia Anh cho biết đây là sự cố kỹ thuật, nhưng không nói rõ là sự cố gì. Sự việc xảy ra vào kỳ nghỉ cuối tuần khi nhiều người cần trở về nhà. Các học sinh, sinh viên bắt đầu năm học mới. Cơ quan kiểm soát không lưu trước đó đã hạn chế lưu lượng máy bay khi việc xử lý tự động gặp trục trặc, buộc các nhân viên không lưu phải xử lý thủ công, gây ra sự chậm trễ của khoảng 1.200 chuyến bay. Mặc dù vấn đề đã được khắc phục nhưng vẫn cần nhiều thời gian để các chuyến bay hoạt động bình thường trở lại. Thưa quý vị, chiếc áo len có hình con cừu đen từng được cố công nương Diana ở Anh mặc vào năm 1981 sẽ được bán đấu giá trong tuần này, ước tính có thể lên tới 80.000 đô la Mỹ. Chiếc áo con cừu đen đơn độc giữa đàn cừu trắng lần đầu được công nương Diana mặc khi đi xem thái tử sạc nay là vua sạc đệ tam đấu polo vào năm 1981, một tháng trước khi họ kết hôn. Điều này làm dấy lên suy đoán về ý nghĩa tiềm tàng của con cừu đen. Hiện chiếc áo này và bức thư của Điện Buckingham gửi nhà sản xuất chiếc áo được trưng bày tại nhà đấu giá Sotheby ở London cho đến thứ tư, sau đó tiếp tục được trưng bày ở New York vào tháng 9. Năm ngoái nước Ý gặp hạn hán gay gắt mùa đông khô, năm nay nắng nóng tiếp tục khiến mực nước ở các sông đổ xuống thấp. Các tổ chức môi trường lo ngại ô nhiễm sông hồ sẽ gia tăng. Ông Roberto Sacchi, giám đốc tổ chức tình nguyện Legam Bianco Lazio nói Vấn đề là cùng với ô nhiễm vi sinh còn có ô nhiễm hóa chất như nitơ, phospho, những thứ được dùng trong nông nghiệp. Điều này dẫn đến hiện tượng phú dưỡng nước, tức các sông hồ thiếu oxy hoặc hồ chết sinh học. Các nhà môi trường đã đến thủ đô Rome để tìm kiếm câu trả lời, tuy nhiên nhà chức trách không cung cấp phản hồi bằng văn bản nào. Bản tin thế giới cập nhật xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.